của da và mô dưới da này. Nhiễm khuẩn da và mô dưới da, hội chứng nhiễm tụ cầu do da có phồng rộp, chốc, áp xe, nhọt và viêm mô tế bào, viêm hạch bạch huyết cấp, u lăng nông, nhiễm khuẩn da và mô dưới da, khu trú khác, bệnh da phỏng nước, bong lớp gai khác, bệnh da có phỏng nước khác, bệnh da phỏng nước, bệnh đã phân loại ở nơi khác, viêm da và chàm, viêm da dị ứng, viêm da tiết bã nhầy, viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da tiếp xúc kích thích, viêm da tiếp xúc không xác định, viêm da chóc vẩy, viêm da do các chất đưa vào cơ thể, niken mãn đơn và sẩn ngứa, ngứa và viêm da khác, bệnh sẩn da chóc vẩy, bệnh vẩy nến, á vẩy nến, vẩy phấn hồng, sẩn da chóc vẩy, sẩn da khác, chóc vẩy, bệnh đã phân loại ở nơi khác, mề đay và ban đỏ, mề đay, ban đỏ đa dạng, ban đỏ lốt, ban đỏ khác, ban đỏ, bệnh đã phân loại ở nơi khác, bệnh của da và mô dưới da do bức xạ, bỏng nắng, biến đổi cấp khác ở da do tia bức xạ cực tím, biến đổi da do tiếp xúc thường xuyên với bức xạ mãn không ion hóa, viêm da do bức xạ, bệnh khác của da và mô dưới da liên kết liên quan đến bức xạ, bệnh các phần phụ của da, bệnh móng tay, bệnh móng tay, bệnh đã phân loại ở nơi khác, rụng tóc từng mảng, rụng tóc do kích thích tố lam, rụng tóc không có sẹo khác, rụng tóc có sẹo, màu và dạng tóc bất thường, rậm lông tóc, trứng cá đỏ, u lăng ở da và mô dưới da, bệnh nang nông khác, bệnh ngoại tiết mồ hôi, bệnh tuyến mồ hôi tiết ra, bệnh khác của da và mô dưới da như là bệnh bạch biến, bệnh nội tạng, bạch tạng, bạch biến, rối loạn sắc tố khác. Sừng hóa tiết bã, dày lớp tế bào gai sắc tố đen, lớp sừng và lớp chai, dày thượng bì khác, dày sừng, bệnh đã phân loại ở nơi khác, bài tuyết xuyên thượng bì, hoại tử mủ, mộ mủ da, loét da, bệnh teo da, bệnh phì đại da, bệnh u hạt da và mô dưới da, lupus ban đỏ, bệnh mô liên kết khu trú khác, viêm mao mạch khu trú ở không phân loại nơi khác, loét chi dưới không phân loại ở nhiều nơi, bệnh khác của da và mô dưới da không phân loại ở nơi khác, bệnh khác của da và mô dưới da, bệnh đã phân loại ở nơi khác,